Phản Ngân Lớn của anh Tiến xin kính chào các bác, các cô, các chú và các bạn. Hiện tại công ty em đã lắp đặt thành công một bộ chiếu ngựa và bộ cắm hồng cho gia đình nhà chú Bằng ở xã Hoàng Quang, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Đây ạ, đây là sản phẩm của công ty bên em này, được đặt vào trong nhà trông rất là sang trọng nhé. Đây là bộ chiếu ngựa cắm hồng hàng 2 tấm trên một chiếu, có chiều dài lên tới 3m63, rộng 2m40 và dày 20. Tấm này thì bên em đã chọn lọc rất là kỹ từ phôi rồi. Cô chú đã đến tận công ty để xem hàng. Hai tấm không bám tim, không bám rác nhé. Hàng đẹp mỹ mãn, kê vào nhà rất là sang trọng. Đây các bạn nhìn này. Nước PU rất là sáng, rất là phù hợp với ngôi nhà này. Cô chú rất là ưng nhé. Bộ chiếu ngựa này thì cô chú rất là cười tươi, cười từ lúc công ty tới giờ lắp đặt vào nhà trông rất là khang trang. Đấy, cô bảo là bê cháu ở trên cái này hết ý rồi, trông rất là hợp nhá, có thêm bể cá cảnh nữa, ngồi ăn cơm ở đây thì tuyệt vời mặt trời rồi. Đây, nếu mà mọi người có nhu cầu về chiếu ngựa này, sofa K3 thì hãy nhanh tay liên hệ tới công ty bên em để được tư vấn đặt hàng và giao hàng một cách nhanh chóng nhất, tiện lợi nhất. Hiện tại thì công ty em có hai cơ sở ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và một cơ sở ở đầu đường Tránh, thành phố Thanh Hóa nhé. Với số điện thoại như sau ạ: 093 1392 777 và 0888 888 836. Phản Ngân Lớn Hoàng Tiến xin kính chào quý vị và các bạn.